tại cái nhân quả của họ, họ đã làm một cái điều. Ví dụ như bây giờ con phải đặt thành vấn đề như nhân quả, không? À, con thường con làm bác sĩ, con móc thai người ta đi, cái duyên mà đó con sẽ không còn có con nữa chứ không phải là không đâu. Cho nên để cho con tránh khổ chứ con biết là không con nó cũng khổ chứ đâu phải sao, con móc con thiên hạ thì con phải không con chứ sao. Không, cái điều đó là cái điều mình làm một cái điều gì đó mình mới sống. Vợ chồng mà không có sinh con được thì như vậy rõ ràng là trong cái hạnh phúc gia đình này, thì vợ chồng phải có con có cái nhau, nương tựa nhau, nó mới có thấy cái hạnh phúc của họ. Cái hạnh phúc thư dục nó đau khổ nhưng mà họ vẫn thấy vui. Còn bây giờ con cũng sống như thiên hạ, bây giờ không con có sầu thì trời đất ơi, mình không có đứa trẻ nào nó nói thỏ thẻ nghe nó buồn khổ ghê luôn, có phải không? Bởi vì cái tư tưởng nó là tư tưởng thế gian mà, chứ đâu phải tư tưởng của ông thầy tu sao, biết tu đâu mà sống độc cư một mình. Cho nên càng không có trẻ con ở trong nhà nó mới càng buồn rầu luôn đó chứ. Cho nên những cái này là do cái nhân quả tạo, như là tiệt chủng đó, chứ không phải đâu là nó khổ cả. Nhân quả mà đâu tránh khỏi, mình làm điều gì thì như vậy. Tại sao người ta con bày con lắm mà mình không có đứa nào? Cho nên mình do cái nhân gì quả gì mà mình như vậy mình gánh chịu, nó cũng nằm trong quy luật nhân quả mà mình lại khác người ta thì nó là nó hành hạ mình chứ đâu phải nó trị mình, nó kêu là nó trị tội chứ mình. Nó thời gian cái ví dụ vậy con biết nhân quả nó không thay. Còn với những người tu hành mình như mình quy dính pháp của Phật, mình sống độc cư sống trong gia đình trong gì đó là do mình đi ra khỏi quy luật cái nhân quả. Còn này sống có vợ chồng đàng hoàng mà không đẻ ra thì chắc nó bị chết rồi.